Là Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha. Đã quay trở lại kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bãi. Hôm nay Thiện lên một số máy đã nổ rồi để phục vụ cho những bà con nào không biết dọn máy. Thì ngày mai Thiện sẽ lên lô lại cho bà con. Thì lâu lâu cũng lên một số máy để mà nổ. Bây giờ bà con chỉ phục vụ bà con là cứ vừa có việc làm thôi. Đó, có như hôm nay có bí nè, có Echocurit, Rubin, có những con máy nhỏ là giá tiền đó Thiện sẽ đổi từng trên giá hết cho bà con. Về cái việc bà con xài thôi đó, thì hành thức thì bà con cũng rõ rồi, buôn bán thì Thiện sẽ ship toàn quốc hết, tất cả toàn quốc hết cho bà con. Và riêng là Thiện sẽ không bao phí vận chuyển, và Thiện sẽ đổi một cái giá là không bao phí vận chuyển nè đó. Và hành thức là trên con máy, ở những con máy nào đó thì bà sung bổ sung thêm là những ống nhung nè, ống sùng gì đó hay là cần gì đó thì bà con cái đó là bổ sung nha. Còn Thiện bán là hành thức theo cái giá tiền ở trên từng con máy hiện tại bây giờ đang đăng, nhưng mà cái nào mà Thiện bao cái gì đó là Thiện sẽ nói hết trên kênh, cho nên bà con xem kênh kỹ giùm cho Thiện đó, mà trước khi chốt hàng nha. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên những cái con máy đặt là từ C1 nha bà con đó. Từ ngày hôm qua Thiện đã lên một số 1 rồi, thì chắc bữa nay lên chữ bơi đi, lâu nay không có lên bơi. Thì bây giờ lên bơi lại cho bà con đi, chứ bây giờ sẽ lên mấy cái A sơi là sợ lộn những cái kênh cũ của Thiện đi. Thì hôm nay Thiện sẽ lên một cái mã nó khác cho bà con nha, cứ đọc luôn cái mã đó nữa cho Thiện nha. Chứ nhiều lúc đọc cái số 1 trúng mấy cái kênh ngày hôm qua nó lộn kênh nữa. Đó, thì hành thức thì bà con cũng rõ rồi, thì buôn bán thì bà con phải có cọc cho Thiện nha, chừng nào khách ven thì Thiện mới ship code. Chứ bây giờ ship code rồi toàn là dạo này thì bà con cứ nói là cứ gỡ hàng giờ là chú sẽ thanh toán, quay nhà này là xe con nè đó, nhà lầu nè, mà còn vẫn bơm hàng, cho nên Thiện hết tin tưởng rồi. Cho nên bà con, dù bà con không có tài khoản thì bà con phải cọc cho Thiện một cái cạc vì theo 100k là Thiện sẽ gỡ hàng cho bà con nha. Cái đó là để làm một cái lòng tin, để có trách nhiệm mà nghe điện thoại để nhận máy. Tại vì bà con đặt mà bưu điện thoại thì không bắt máy luôn đó, đưa cho vợ nghe, vợ nói là tôi đâu có đặt máy đó. Tình trạng đó thì bữa nay sẽ xảy ra rất nhiều, tại vì buôn bán với rất nhiều. Cho nên là nhiều bà con cứ chọc đặt vậy rồi không nhận hàng không à. Cho nên bà con nào mà đặt hàng bên cửa hàng dù cũng phải có cọc từ một cái cạc điện thoại nha, hoặc là có số tài khoản thì Thiện sẽ gọi số tài khoản cho bà con. Đó, thì hôm nay Thiện cũng có dời cần lại rồi nè. Cần này là cần dài, nó dài thành 3 mét, rút ra thành kêu là cần rút á. Chút nữa Thiện sẽ nói chi tiết cho bà con. Đó, Thiện sẽ nói chi tiết cho bà con luôn nha. Và cũng có một cái số lữ Nhật luôn nè, độc quyền lữ Nhật, lữ 25. Ở 25 vuông ở lữ Nhật nè, chính cấm của lữ Nhật bên đó giờ luôn nha. Đó, Thiện đã lục đâu trong cái lô hàng vừa rồi thì có đâu được trong cái thùng, mấy cái thùng được đâu được mà mấy cái thì cũng được chắc cỡ 5-6 cái nha bà con. Đó, thì chút nữa Thiện sẽ bán từng cái cho bà con nha. Đó, còn những anh lái nào mà lấy thì chắc cái đây nó cũng 5-6 cái 7-8 cái rồi đổ lại thôi. Đó, thì chút nữa Thiện sẽ báo như sự những cái con máy này nè, đó như một ống sùng là 80.000 làm bổ sung thêm. Còn ai những con máy nào mà nó chưa có ống sùng mà nó chưa có cái co thì bà con phải mua thêm cái co 40.000 nữa nha, thì 120.000. thì cho nên bà con phải coi cái giá ở những con máy mà nó không có cái co, mà cái con máy giá tiền nó bao nhiêu, và cộng luôn cái đó bao nhiêu tiền mình thấy cái nó phù hợp giờ cái công việc của mình, hay là thấy là hơi mắc hơn, hay là thấy rẻ hơn những cửa hàng khác đó, thì bà con cứ xem kỹ rồi bà con chốt nha. Đó, rồi thì hôm nay Thiện sẽ vô việc chính ngày hôm nay. Bữa nay cũng lỡ rồi, chuẩn bị có thằng lính mà năn nỉ ngày ra làm là xuống làm để rửa mấy con máy nè, để đăng lên cho bà con, mà nó kêu nó ăn lỡ. Mà một tháng nó nuôi lần 3 con bồ, tiền đâu mà nó nuôi, không có tiền mà nó làm biến ghê lắm, nó đòi đi giờ ăn lỡ sớm rồi nữa nè. Đó, cho nên Thiện cũng phải thanh thủ lên để cho nó giờ đi chở người yêu rồi đi ăn lỡ, chứ không ngày mai nó buồn cái nó nghỉ luôn, cũng không có ai soạn mấy lô ra để đăng cho bà con nữa. Đó, cho nên bà con thông cảm, hôm nay Thiện cũng lên hơi sớm cho bà con nha. Đó, rồi lần đầu tiên là Thiện chỉ vô cho bà con là chới quanh vừa rồi, chới 2 kim, hàng xịn sò đàng hoàng. Đó, hiện tại giờ còn đúng 5 cái nữa là hết rồi. Đó, thì hàng thì đang trên đường đang đặt rồi, nhưng mà chưa dời tới kho. Nhưng mà bữa nay còn chỉ có 5 cái thôi. Thì mà một cái như vậy là 90.000. Đang một cái chới quanh vừa rồi 2 kim là chới đây chới xịn sò luôn nha. Tại bà con xài bà con rất là khen luôn. Đó, rất là khen luôn, giờ cái việc gắn vô máy là xài thôi. Còn cái kim này là kim gió nè, đó mình chỉnh gió nè. Đó, còn kim trên này là kim xăng nè, nhiều lúc là xăng ăn nhiều quá là mình chỉnh kim xăng nha. Xài chế hợi hai kim là bà con phải hiểu rõ những cái đó mà để mà mình chỉnh nha. Đó, giờ cái việc gắn vô là xài thôi.
Đó, một cái như vậy nè là 90.000. Mà bà con nào mà lấy hết 5 cái như vậy á là Thiện bao phí vận chuyển, chứ không phải là 5 cái như vậy một cái 50.000 đâu nha. Có một ông anh cứ nói là 50.000. Đó, rồi bơm hàng của Thiện nha. Lần sau mà anh mà điện thoại mà bị em ship code giờ, anh là khách quen á, mà ship code giờ á, muôn đò đi em cũng không bao giờ ship đâu. Đó, anh phải coi rõ đi rồi anh mua chứ. Một cái như vậy á là 90.000 mà 5 cái á là 450.000 bao ship cho bà con. Đó. Cho nên á là anh phải nghe cho rõ. Không rõ mà đã rồi còn cãi với nữa, lên kênh, mở kênh lên xem cái biết cái lỗi rồi, cái im rung là bơm hàng luôn. Đó, có mấy chục ngàn, có 30.000 mà năn nỉ luôn. Đó, sao anh nhận đi, em bớt cho anh một ít ra anh nhận khỏi mất công bơm hàng. Chủ làm ăn lâu nay rồi, anh mua hàng nhiều. Quà cũng vậy luôn, rồi im luôn. Rồi vậy từ đây sau chắc ảnh hết dám mà mua hàng nữa rồi. Mà mua hàng á là Thiện phải bắt cọc. Đó, bắt cọc và cho mà có trách nhiệm mà nhận hàng chứ. Chứ bây giờ nghe mà nghe không rõ. À, chẳng thà Thiện ơi anh nghe không có rõ đâu Thiện ơi, em thông cảm, cũng không điện thoại luôn đó, tự bơm hàng rồi. Rồi thì hôm nay Thiện cũng nói rõ lại một cái chới của anh vừa rồi, hai kim ở chới xịn sò đàng hoàng 90.000 đó, một cái là 90.000 cộng quý ship 30.000 đó, còn ai lấy 5 cái như vậy á là 450.000 Thiện bao ship đó. Nghe rõ giùm cho Thiện nha, chới của anh vừa rồi hai kim. Rồi Thiện sẽ vô cái lữ nhật nè, lữ 25 nha, 25 vuông. À, lữ nhật nè, không có một cái gai nào mà mẻ hết nha, lữ rất cực kỳ mới luôn. Đây là lữ nhật từ hàng bãi bên đó giờ luôn nha, hàng đây là hàng nhật chưa xài, chứ không phải là một cái lữ mới, nó không có in một cái gì mà lữ mới luôn nha. Đây nè, in ngày tháng đồ bên đó luôn nè. À, nó không phải như mấy cái lữ kia bao xài cho bà con luôn. Hộp me nè, nó dòm cái lữ mới với lại cái lữ nhật, cái hạt me là bà con sẽ rõ liền đó. À, hộp me mà hộp me của hàng mới á là nó sẽ bự ra tới bên vầy nè, chứ không phải là hộp me nhỏ như vầy. Hạt me của cái lữ mới á, là nó bự ra vầy nè. Đó, nó bự chà bá đấy. Còn cái đây là lữ nhật chính cống luôn nha. Đó, hàng bãi bao xài cho bà con, không công nè, bao chinh luôn nha. Rồi một cái lữ như vậy là Thiện sẽ bán cho bà con là 100.000. Đó, 100.000 cộng phí ship nha. Bà con là lấy 5 cái Thiện bao phí vận chuyển cho bà con. Đó, lấy 5 cái Thiện nghĩ chắc cỡ 2 còn thấy có mười mấy cái à. Đó, thì ai lấy 5 cái Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con. Một cái là 100.000 cộng phí ship. Đó. Nghe chưa? Chứ nghe cho rõ nha, chứ không phải một cái 50 nữa nha. Nghe cho rõ, một cái lữ nhật bãi 100.000 đó, cộng phí ship 30.000 đó, coi như phí cước đó là bà con trả đó. Còn bà con mà lấy 5 cái là Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con. Rồi vô cái cần nè, cần rút. Cần rút này là một khúc như vậy là nó 1,5 m, là 1,5 m nè. Và nó sẽ kéo nó ra là thành 3 m. Đó, chỗ đây là chỗ nối nó nè. Chỗ đây chỗ nối nó nè nha. Đó, là cần lại cần 3 m, cần nối nè. Đút vô cho để đi qua đi lại không thấy tâm bây giờ. Đó, là Thiện sẽ test cái cây cần này cho bà con nha. Sẵn đây là Thiện test luôn cái con máy đầu tiên cho bà con luôn. Con này là con Maruyama. Đó, Maruyama xài quạt nè. Bình nó là bình 15 lít nha, xài quạt. Thiện đã gắn cây cần vô test luôn. Cây cần này gồm có 5 bếp. Thiện gắn 5 bếp nè. 1, 2, 3, 4, 5 bếp nha. Thiện test luôn vừa test cần và vừa test bếp cho bà con luôn. Rồi giật máy ơi. Đặt lại đây. Cái cần này mà bây giờ là con máy á, đây á, mà máy xài quạt nè, mà nó đi 5 mét luôn là cực kỳ mạnh luôn. Đó, khỏi cần, đó một cọng dây ra nè, một cây cần là 3 mét. Đó, 3 mét nó sẽ dài ra, bà con sẽ nhiều lúc á, là bà con sẽ tứ á, là tứ những cái cây mà cao. Đó, bà con gắn một bếp vô. Đó, là bà con, cái này là khúc này là khúc nối nè. Đó, cái chỗ này, cái này là không có nha bà con. Cái này, khúc này là Thiện chỉ bỏ vô, Thiện ấy cho bà con thôi. Khúc này là không có, thì khúc tháo cái đằng này ra. Đó, cái cây này á là trước tiên là Thiện sẽ cái cây này á, là Thiện cây nồng nói nè. Giờ rút cái này, rút cái đó lên thôi, dặn cái này xuống nè. Đó, cái đây là nói ra 3 mét, đó là khúc nói chỗ này. Đó, khúc nói chỗ này nha.
Vũ lấy cái cây kia ra coi. Đó, cái khúc này là cái khúc nối nó nè, còn cái này là mình rút ra thôi. Đây nè, mình khúc này là mình rút ra nè. Đây nè, mình rút ra. Còn cái chỗ này á là dặn lại để cho dính cứng nè. Đó, dính cứng nha, nó ra thành 3 mét. Bà con nào muốn làm 2 mét rưỡi á thì bà con tới cái khúc đó bà con dặn cái này lại là nó cứng hơn. Đó là một cái cây cần như vậy. Hiện tại vị trí bây giờ là nó 1 mét rưỡi. Đó, 1 mét rưỡi nha. Còn bà con kéo ra thành 3 mét. Đó, muốn cái cây mình cao bao nhiêu thì mình rút hết quát ra cũng được. Một cây cần như vậy thì sẽ bán cho bà con là 100.000 cộng phí ship. Đó, ưu tiên cho bà con nào lấy từ 3 cần đổ lên thì sẽ bao phí vận chuyển cho bà con. Đó, ưu tiên bà con nào lấy từ 3 cần thì một cây á, là thiện cũng ship cho bà con, mà hai cây thiện cũng ship, mà nhưng mà ưu tiên bà con nào mà lấy 3 cây 5 cây thì sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha. Là một cây này là 100.000 nha bà con, một cây 100.000. Rồi sẵn đó thiện sẽ vô cái con G1 cho bà con luôn. Đó, con G1 là một cái con xịt thuốc thiện mới test trong cây cần ra luôn. Nó là hiệu Maruyama, bình nó là bình 15 lít xài quạt, đang chạy máy hồi nãy thiện đã test lên 5 mét luôn. Máy cực kỳ là chạy rất là im ru luôn nha. Bình nó là còn rất là mới luôn nè. Đó, đây lưng đây đồ là còn rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đó, con này là con G1 nha. Đó, G1 này thiện sẽ bán cho bà con giá bán 1.2 triệu nha bà con. 1.2 triệu giờ bà con xài gần 5 mét luôn, quạt rất là còn rất là ngon luôn. Đó là G1 nha. Rồi vô cây G2 nè. G2 là một cái con Echocudic 610. Ngày hôm nay thiện sẽ xả giá rẻ cho bà con luôn, nhân dịp ngày lễ, để cho bà con mua giờ bà con xài. Đó, thì cái con này á, là bình nó là bình 25 lít có chức năng xả lúa nha, tay nhựa quạt nhựa. Đó, tay nhựa quạt nhựa nha. Con này là 56cc lận nè. Rồi giật ơi. Máy rất là nhậm nổ luôn nha bà con. Đó, còn vàng lông vàng đồ là còn rất là tương đối là đẹp. Thấy không? Đấy, bà con dòm này rất là đẹp luôn nha. Bình 25 lít có chức năng xả lúa. Đó, con này đai lưng đai đồ còn rất là siêu sao luôn nè. Đó, siêu sao luôn nha. Đó, con này rất là đẹp luôn. Mua giờ là cứ việc xài thôi. Đó, mua thêm cái ống sùng 80k bỏ vô nữa là xài thôi nha bà con. Đó, con này con có chức năng xả lúa này dành dời miền Tây đồ nè. Đó, cho nên đây là cái bình nó còn rất là đẹp luôn chứ không phải là nó xấu nha bà con. Đó bà con dòm này rất là đẹp, đai lưng đồ nè, thấy không, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi cái này là cây G2 nha, thì sẽ bán cho bà con giá bán hôm nay hạ cho bà con là bớt cho bà con luôn 300.000, thì đỡ cho bà con là 3.150.000 nha. Đó, 3.150.000. Đó, con này mấy bữa thiện bán là 3.450.000 lận, bữa nay hạ luôn. Rồi vô cây G3 là cũng một bà con Echocudic 521 nha. Con này 521, con kia là 61 đó. Đó, con này nó nhỏ hơn nha bà con. Đó, con này bình nó là bình cũng là 25 nha bà con. Đó, bình này 22 nha bà con, bình này 22 à. Đó, con này có chức năng xả lúa luôn, tay mũ hoặc mũ luôn. Máy này, con máy này nó có cò xả nữa nè, xả hơi này rất là nhẹ nổ luôn. Rồi cây này là cây G3 nha bà con. G3 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2.950.000. Đó, 2.950.000 nha, G3 nha. Rồi qua con G4 nè, một con Robin 50cc nữa nè, 500 nè. Con này bình nó là bình 15 lít nha, có chức năng xả lúa. Con này máng con này là xả lúa rất là ngon luôn. Đó, con này là máng rất là to nha bà con. Đây, dỡ cái máng lên đây. Đây, máng rất là to nha bà con. Máng này máng lớn lắm. Máng này bằng hơn gần 3 mắt tay. Đó, cỡ này là bà con xả lúa rất là ok luôn. Rồi, giật máy nổ đây.
G4 nha bà con. G4 này là nó bình, nó là như bình đây, bình 20 nè. Bình 20 lít hay sao á. Bình này bình 18 lít nha bà con. Bình 18 lít đó, bằng sau lưng nè. À, tay đồ này nọ rồi còn mới tinh luôn nha. Đó, mới tinh xà beng luôn. Rồi cây này ngày hôm nay thì sẽ bán rẻ luôn cho bà con luôn. Đó, giờ bà con có việc bà con xài thôi. G4 nha, bán cho bà con 1 triệu 9 nha. Đó, G4 1 triệu 9. Rồi qua G5 nè. Một cái bí bình 25 lít nha. Đó, bí 5571 nè. Đó, bí 571 có chức năng xả lúa nha. Bí này bình bí 25. Đó, có chức năng xả lúa. Rồi giật đây. Kỳ đẹp luôn nè, con bí 25 này. Đó, còn rất là mới luôn nha bà con. Đó, rất là mới luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cây này bí là bí 25 nha. Cây này bà con G5 nha bà con. G5 này bán cho bà con giá bán 2 triệu 9 nha. Đó, bán cho bà con 2 triệu 9 G5. Rồi vô G6 luôn. Đó, một cái đây bí bí này là bí 20 nè. Đó, bí 20 nè, 50cc nè, bí 20, bí 50 50cc. À, giật luôn. Con bí này nó còn đẹp, rất là đẹp luôn nha bà con. Bí này này có chức năng xả lúa, rất là đẹp luôn. Đây lưng đây đồ còn rất là sáng sủa luôn nè. À, đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. À, giờ là bà con xả lúa xả đồ luôn, giờ cái việc làm thôi. Đó, mua thêm cái ống nhung 80.000 bỏ vô nữa là xài ok luôn nha. Rồi bí này là G6 nha. G6 này bán cho bà con 2 triệu 7 nha. G6 2 triệu 7. Rồi vô cây G7 nè. Một con Echo con này là Curit nha. Curit MD 45450 nha. Bình nó là bình 14 lít nha bà con. Không có chức năng xả lúa, chỉ phun phân, phun voi thôi, thổi lá thôi. Đó, phun phân, phun voi, thổi lá. Rồi giật đây. Đó, mua bây giờ bà con thổi lá thổi đồ cũng được nè. Đó, bình nó 14 lít nha bà con. Đó, 14 lít. À, mua thêm cái ống sùng bỏ vô nữa là xài thôi. Rồi cây này bán cho bà con giá bán 1 triệu 2 nha. Đó, bán cho bà con 1 triệu 2 giờ xài nha. G47 nha. G7 nha. Rồi vô G8 nè. Thêm một cái con Kuruta. Đó, bình 14 lít luôn. Con này có chức năng xả lúa. Con này thì nó có chức năng xả lúa nha. Sang đạo. Không có con giọt. Đổ chút xăng vô coi. Con này còn rất là đẹp luôn. Để cho xăng xuống á. Rồi vô coi. Đó. Rồi dừng lại.
Đó, con G8 này còn rất là đẹp luôn nè nha bà con. Do nó hết xăng, đủ xăng vô là nó nổ được hết. Đây lưng đây đồ này còn đẹp lắm nè nha, lung lay luôn. Rồi cái này con G8 nha bà con. G8 này bán cho bà con 1.3 triệu nha. Đó, có chức năng xả lúa nha bà con. G8 1.3 triệu. Rồi vô G9 nè. Cũng một con Isaki nha, bình 18 lít. Con này có chức năng xả lúa luôn. Đó, Isaki 50cc nè. Đó, bình 18 lít nha, có chức năng xả lúa. Có chức năng xả lúa nè, con G9 nè, đây xung quanh trong đồ đầy đầy đủ hết, đây lưng đây đồ còn đầy đủ luôn nha. Đó, bát đồ này còn ga còn đồ là còn đầy đủ hết nè. Giờ cứ việc bà con xài thôi, gắn ống nhung, mua thêm ống nhung vô nữa là xài nha. Rồi cây G9 nha, G9 này bán cho bà con 1.3 triệu nè. Đó, bán cho bà con 1.3 triệu. Rồi vô cây G10 nè, một con con này con mờ đơi nữa nè, mờ đơi 3.600 nữa nha bà con. Đó, con này bình nó 14 lít thôi, có chức năng xả lúa nè. Đó, giật nổi trước đây rồi thì quay cho mọi người luôn cho. Rồi giật lại. Đù mới xăng chào xăng nè. Này chào xăng đỡ chuyện kiểm tra lại chấn xăng cho bà con. Đó, nó bị chào xăng là thiện sẽ xúc sơ lại chấn xăng này cho bà con nha. Đó, cây này là cây G10. Đó, G10 nha. Bán cho bà con giá bán 1.150.000 nha. Thì thiện sẽ kiểm tra lại cho bà con nha. Cây này có chức năng xả lúa. À, đây lưng đây cái ấy đồ này còn đẹp lắm nha. Đó, còn quá đẹp luôn, thiện sẽ kiểm tra lại cho. Rồi vô con G11 nè. Đó, một con Rubin nha. Rubin 04 nè. Đó, Rubin 04. Con này bình nó là bình 20 nè, bình 20 lít nè. Đó, con này rủ phân một cái là xạ một cái là rất là mau luôn nha, nhiều lúc xạ lúa được luôn. Đây máng nó nằm bên đây, nó rút cái trái này lên là nó phun ra đây nè. Đó, bờ vài bờ đồ rồi dàn lông dàn đồ rồi còn rất là đẹp nè nha. Đó, bây giờ thiện sẽ cho nó nổ cho bà con. Còn xăng không? Rồi nổ đi. Rồi con G11 nha bà con. G11 này bán cho bà con giá bán 1.400.000 nha. G11 1.400.000. Rồi vô con G12 nè. Một con Maruyama nha. Đó, Marunaka. Đó, dòng nó là dòng của thằng Isaki. Đó, Isaki nè, còn rất là mới tinh xà beng luôn, bình nó đồ còn mới luôn. Bình này bình 20 lít nha bà con. Đó, bình 20 lít. Con này có chức năng xả lúa luôn nè. Xem ngon vậy. Rồi. Gì vậy? G12 nha bà con. Con máy này còn máu tinh xà beng luôn nè, thấy không? Quá mới luôn nha. Rồi cây G12 này ngày hôm nay thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 2.600.000 nha. Ở bán cho bà con 2.600.000 giờ xài luôn. Rồi G13 nè. Thêm một con Kurit Echo Kurit MD 310 nè, bình nó là bình 10 lít thôi. Có chức năng xả lúa không? Đó thiện coi có chức năng xả lúa không ạ? Rồi có chức năng xả lúa nha, bình nhỏ gọn nè, dành cho những người già nè. Đó, ủ giật trợ lực nè. Thấy không? Đó, máy rất là đẹp luôn nha, dành cho những người già nè.
Đó, còn cực kỳ là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, con G13 nha, bán cho bà con 1 triệu nha. Giờ là xài luôn đó nha bà con. Đó, con này rất là đẹp luôn. Rồi vô G14 nè, một con Echocurit, con này Curit xài quạt nè. Đó, con nãy xài quạt lần đầu tiên không? Thiện thấy là nó bơm lần 5 bét cũng được luôn. Lần đầu tiên mới thấy mấy quạt mà bơm 5 bét luôn. Nếu mà đi 3 bét ép nó thôi nó càng mạnh hơn nữa nha. Nó nổ rồi. À, vô nước à. Chắc nó vô nước rồi. Để Thiện làm nổ cho bà con nha. Thì ngày hôm nay Thiện bán là Thiện sẽ bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi. Đó, chứ không phải là ngày mai Thiện lại kiểm tra giờ đã bao nổ. Tại vì kênh ngày hôm nay Thiện sẽ bao nổ cho bà con. Đó, con này là con số 15 nha. Đó, con G14 nha. Đó, G14 này cũng bán cho bà con giá bán là 1 triệu 2 luôn nha. G14 1 triệu 2 nha. Rồi G15 nè. Đó, một con Curit 704 luôn nha bà con. Bình nó là bình 25 lít nha. Ở bình 25 lít, bình này bình 22 lít. Nó không có chức năng xả lúa, chỉ có phun phân, phun voi thôi. Đó, phun phân, phun voi, thổi lá. Mấy đồ nổ đồ còn rất ok luôn. Không, mình xài bình xăng trên á lại bà con xài xong bà con phá xăng lại như vậy nè. Đó giờ đó nó chào. Có chức năng là không có chức năng xả lúa thôi. Ở riêng con máy này thấy bà con thấy đây lưng đây đồ không? Còn rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 1.250.000 nha. Bán cho bà con 1.250.000 con G15 nha. Đó con G16 nè. Đó G16 nha, một con máy mini. Con máy này là bình nó chuẩn 8 lít nè. Đó nhỏ gọn luôn. Có chức năng xả lúa nè. Đó, bình rất là mới luôn nha. Đó, bán cho bà con giờ siêu tầm. Rất là ngon luôn. Rồi cây này nó còn rất là đẹp luôn nha bà con. Đẹp lắm nha. Rồi bán cho bà con 820.000 nha. Con G16 820.000. Rồi vô G17 nè. Một con Curit 451 nha. Đó, 451 bình 22 lít. Có chức năng là phun phân, phun voi, thổi lá chứ không có xả lúa nha bà con. Đó, rồi giật máy cho bà con luôn. Máy nổ rất ngon nha, giờ phun phân phun voi rồi rất là ok luôn. Cây G17 nha. Đó, G17 nha. Cái này là bà con khi mà bà con cho nó nổ thì bà con đóng vô. Đó, còn khi mà bà con mà tắt á là bà con phải dỡ ra giày luôn là nó tắt tự nó phá xăng luôn. Đó, tự phá xăng luôn nha. Đó, khi nào mà nổ là phải đẩy nó vô nha bà con. Rồi cây này là bán cho bà con giá bán 1 triệu 3 nha, con G17 1 triệu 3. Rồi G18 luôn. À, G18 cũng thêm một con Curit 451 nữa nha. Bình 14 lít cũng có chức năng phun phân, phun voi, thổi lá, không có xả lúa nha. Đẩy cái kia vô chưa?
có sang mạc. Cá nữa rồi. Ủa. Rồi giật lại cái nữa cho bà con coi. Xăng nó chưa xuống á. Rồi. G18 nha bà con, bán cho bà con 1.250.000 nha. G18 1.250.000. Sơ vô đây luôn. Rồi vô G19 nè. Một con Robin nha. Bình nó là bình 12 lít nha bà con, có chức năng xả lúa nè. Con này có chức năng xả lúa nha bà con. Đó, có chức năng xả lúa. Con này bình nhỏ nha. Rồi. Xăng. Xăng hết xăng rồi nha bà con. Để đổ tí tí xăng vô giật cho bà con coi luôn. Đó, đai lưng đai đồ còn nè nha. Nó bị xước một đai lưng để tiện kiếm một dây đeo cho bà con. Đó, dây đeo cho bà con nha. Rồi, cho khỏi khỏi đổ luôn ơi. Khỏi mai cái này là thiện sẽ bao nổ cho bà con nha. Rồi con G đây là con G19 nha bà con. Đó, ngày mai là thiện sẽ đổ xăng đồ kiểm tra trước khi đóng hàng gỡ đi cho bà con, đã bao nổ cho bà con rồi. Giờ cái việc bà con đổ xăng pha nhớt vô rồi đóng e lên ga giật nó nổ thôi nha. Rồi G19 này thiện sẽ bán cho bà con, giá bán là 1.400.000 nha. Đó, bán cho bà con 1.400.000. Cái máng này nó bự lắm nha bà con. Rồi G20 luôn. Con này một con Isaki nè. Đó, Isaki 50 nha. Đó, 50 cũng là có chức năng xả lúa luôn. Con này có chức năng xả lúa luôn nè. Đó, bình nó là bình 18 lít luôn nha. Bình 18 lít nha. Do máy để lâu quá là nhớt nó sẽ vô chén xăng, thế nào bà con thấy nó nổ lên mà nó ra một cái lượng khói nó gớm không đó. Rồi cây này bán cho bà con, giá bán là 1.250.000 nha. Ở bình 18 lít nha, có chức năng xả lúa. Rồi vô G21 nè, một con bình xịt thuốc Maruyama nữa nè, xài quạt nè, bình 15 lít nè, còn rất là đẹp luôn nha, giật nổ cho bà con đây. Hồi nãy thiện có test một con đó, bà con dòm thấy không? Ủa giật trợ lực nó rất là nhẹ nổ nha bà con. Đó, ủa giật trợ lực nó rất là nhẹ nổ luôn. Đó, G19 nè, G19 này bán. À quên, G21 nha. G21 này bán cho bà con 1.200.000 nha. G21 1.200.000. Rồi G22 nè. Đó, một con Rubin mũ nè. Đó, con này Rubin mũ nha, chuyên về phun phân phun voi nha. Đó, phun phân phun voi, hàng sưu tầm nè. Hỏi lá rồi nha. Đó, giật máy nổ cho bà con xem đi. Này nhỏ gọn luôn. Đã không? Giờ phun phân phun đồ rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây, thấy không? Như con này máng này nó xịt voi gì đây. Đó, bán rẻ cho bà con luôn, 820.000 nha. Đó, cây G22 820.000 Rubin mũ nha. Đó, G23 nè, thêm một cái con Curit mà nó bị bởi bình nha. Đó, con này còn nằm trên cái đầu áp ti một đầu nè. Đó, ti một đầu nè. Do bởi bị bởi bình rồi cho nên thiện mới lấy ra luôn. Nhà bà con nào có xài dòng này thì lấy nha. Rồi xăng lên rồi mẹ. Rồi đó, rồi mai ấy lại xăng rửa nó bị vô nước rồi. Rồi cây này là cây G23 nha. Ở G23 bán cho bà con 700.000.
G23 700 ngàn nha. Đó thì em sẽ kiểm tra nổ lại cho bà con cho. Đó, G23. Rồi G24 nè, một con bình xịt thuốc Curic 706 nữa nè. Đó, bình 25 lít nha. Ở bờ ngoài là Thiện thấy nó không có bởi rồi. À, còn cái xì lỗ 1 thì con biết rồi, ngày mai Thiện sẽ kiểm tra đồ kỹ lại chút nữa cho bà con. Đó, giật nổ ơi. Đổ chút nước vô cho bà con ơi. Con này là con ti hai đầu bự nha bà con. Đó, ti hai đầu bự, bờ hoài thì bình thì Thiện không thấy nó bởi rồi đó. Còn cái xì lỗ 1 là Thiện không có bao nha. Đó, nổ ok luôn, thấy không? Đầu áp, đầu đồ là văng ra được hết luôn nha. Rồi bán cây này cho bà con giá bán 2 triệu nha. Đó, bán cho bà con 2 triệu. Nổ đầu áp này xịt cũng phải 7-8 bét luôn nha. Đó, G24 2 triệu nha. Là G25 luôn. Cũng thêm một con nữa, đầu áp y như vậy luôn. Đó. Rồi, giật máy nổ luôn. Rồi lấy ca, rồi giật múc ca nước đi Nhật ơi. Lại. Lên ga chưa? Rồi. Đó, xăng lên hả? Vậy? Nãy rửa ướt nước ướt máy mẹ rồi. Ướt máy rồi. Rồi cây này để làm nổ cho bà con. Đó, làm nổ lại cho bà con nha. Đó. Rồi cây này á, là bán cho bà con 1 triệu 9 nha, cũng đầu ti ti hai đầu nè. Đó, con này thì sẽ làm nổ tại chắc rửa nó bị ướt rồi. Đó, ngày hôm nay bao nổ là phải bao nổ hết cho bà con luôn. Là con G25 nha, giá bán 1 triệu 9. Rồi cho con G26, G cuối cùng nè. Đó, G cuối cùng nè. Đó, con này là con G cuối cùng nha. Con này máng này coi có xạ lúa không? Ờ, máng này không có xạ lúa nha. Cũng phun phong phun voi thôi nha bà con. Đó, hiệu Curic nè. Nổ đồ ngon dời, bà con xài đồ bậy bạ nha. Rồi bán trong G26 này nè, cuối cùng nha. Đó, bán cho bà con 820 ngàn nha. Đó, G26 nha bà con. Đó, bình nhỏ giờ siêu tâm. Rồi hẹn bà con chiều mai Thiện sẽ lên lô cho bà con. Còn một số lô là còn tầm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Thì ta nghĩ có cỡ còn 7-80 bình nữa là hết nha bà con. Chắc coi hơn chứ. Đó, còn cũng nhiều quá chứ. Đó, là máy ra máy phụ tùng đồ cho bà con nữa nè. Đó, còn cũng rất nhiều nha. Ngày mai Thiện sẽ vơ ra, Thiện đăng lên những cái con máy bà con lấy phụ tùng này nọ đó, xác Echo Curic rồi cũng còn nằm đây. Ngày mai Thiện sẽ lên cho bà con nha. Đó, máy phát điện mấy đồ cũng 2-3 ngày đây cũng chưa có rảnh mà lên cho bà con. Thiện sẽ cố gắng lên cho bà con để bà con mua và bà con tự dọn nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con nha.